Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Ngũ Hành Tôi Thiếu Em của tác giả Tây Tử Tự. Chương 75, chuyện xưa. Liên quan đến đoạn hình ghi lại bên trong đường hầm, màn hình chỉ có màu trắng đen và không rõ ràng. Nhưng có thể rõ ràng thấy hình ảnh của một người đang di chuyển trong đó, dù Hắc chỉ vào màn hình và nói, người này chính là công nhân mất tích. Lâm Trục Thủy nhắm mắt lại mà không nói gì, trong khi Lâm Giác lại nhìn ra màn hình một cách tỉ mỉ. Cô chú ý đến góc trên bên trái của video và hỏi, việc thi công có tiếp tục vào buổi tối không? Du Hắc trả lời, đúng. Đoạn đường công trình này đang ở giai đoạn gấp rút, vì vậy việc thi công cũng diễn ra vào buổi tối. Lâm Giác nói, dù có người mất tích, họ vẫn dám thi công vào buổi tối à? Du Hắc thừa nhận, các vụ mất tích ban đầu đều xảy ra vào ban ngày, và việc thi công cũng không được giảm bớt, do đó quản lý không thấy cần thiết phải kiểm tra mọi thứ. Tất cả điều này dẫn đến việc quản lý không thể biết chính xác liệu các công nhân đó có gặp phải vấn đề gì không. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng ngồi ở một vị trí thấp hơn, nhìn thấy trên màn hình, công nhân di chuyển chậm rãi đến phía đường hầm, xa xa, cuối cùng dừng lại trước tường. Trên tường có một số khe hở, nhưng tất cả đều rất nhỏ, lớn nhất cũng chỉ bằng một nắm đấm. Nhưng làm sao họ có thể chui vào đó? Chu Gia Ngư tỏ ra hoài nghi, hình ảnh trước mắt khiến cậu nổi da gà khi công nhân đầu tiên đưa tay ra, sau đó là đầu và thân thể, cuối cùng mạnh mẽ đẩy bản thân mình vào trong khe hở nhỏ. Do quản lý không rõ ràng, video cũng dừng lại sau khi công nhân chui vào khe hở, không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Lâm Giác hỏi, sau khi đi vào đường hầm, video đã dừng lại. Dù hát xác nhận, đúng, ta nhận thấy một phản ứng lớn sau khi video dừng lại, nên quyết định xử lý lại việc này trước tiên dù đường hầm này đã được thông qua kiểm tra nhiều lần nếu có vấn đề xảy ra với hành khách sau khi xây dựng hoàn thành thì đó là một vấn đề lớn làm sao chúng ta có thể cung cấp thông tin về đường hầm cho tàu điện ngầm lâm trục thủy nói dù hát đã sẵn sàng với tài liệu này từ trước bản đồ được thiết kế đặc biệt dành cho người mù lâm trục thủy đặt ngón tay lên màn hình một chút nổi lên trên bề mặt sau đó nói một cách cảm kích lão du đã chuẩn bị kỹ lưỡng dù hát nói Lâm tiên sinh, ngài quá tốt bụng, khi ngài chấp nhận lại đây, thật sự là một sự thuận tiện lớn cho chúng ta. Lâm trục thủy di chuyển ngón tay trên bản đồ, sau một lúc hỏi, làm sao để tiếp cận đường này? Câu hỏi này không rõ ràng, nhưng du hát dường như hiểu, ông thở dài và nói với một cảm xúc tiếc nuối, Lâm tiên sinh, dù ta biết rằng, nhưng chúng ta không thể quyết định vấn đề này. Lúc đó, ta đã đề xuất cho họ rời khỏi địa điểm này, nhưng mọi phương án đều khó khăn vì đây là một khu vực đắc địa chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định lâm trục thủy nói vậy họ nên chuẩn bị tinh thần cho những rủi ro có thể xảy ra ở đây vâng mọi chuyện đều có thể xảy ra chúng ta không thể không quản lý được dù hát tỏ ra buồn phiền chu gia ngư và thầm nhất cùng đều nghe thấy điều này mà cảm thấy lo lắng trong khi lâm giác lại tỏ ra bình tĩnh và hỏi vậy con đường này có vấn đề à Lâm Trục Thủy chỉ vào bản đồ và nói: Hầm chú ẩn này có vấn đề rất lớn. Đúng vậy, Du Hắc thừa nhận, hầm chú ẩn thực sự gặp phải một số vấn đề. Ông than thở, tiếp tục liên kết vấn đề với hầm chú ẩn. Thành này là thủ đô thứ hai trong thời kỳ dân quốc chiến tranh và vị trí địa lý đặc biệt của nó khiến việc tấn công trở nên rất khó khăn đối với kẻ thù. Thay vào đó, họ thực hiện các cuộc oanh tạc đặc biệt tàn bạo. Vì vậy, trong thành thường xuyên xuất hiện những cuộc oanh tạc giả bom máy bay, từ trên cao gào thét qua không trung, nhảy xuống và phóng một loạt bom mạnh mẽ. Đáng chú ý, để tránh những cuộc tấn công này, thành phố đã xây dựng nhiều hầm trú ẩn. Khi cảnh báo được kích hoạt, người dân sẽ đưa tất cả tài sản quý báu của họ vào hầm trú ẩn. Thẩm nhất cùng tỏ ra thắc mắc, nhưng hầm trú ẩn không phải là thiết bị cứu sinh sao? Tại sao lại có vấn đề? Vâng, điều này có thể mất thời gian để giải thích, dù hát xin lỗi và tiếp tục, khi đó, trong thời kỳ chiến tranh, tài nguyên rất khan hiếm và tiêu chuẩn xây dựng cũng không cao. Một lần, khi chúng ta gặp phải một cuộc oanh tạc lớn. Để tránh bị tấn công, mọi người đều hướng về hầm trú ẩn gần nhất. Tuy nhiên, việc này đã dẫn đến việc hầm trú ẩn trở nên quá tải và ngày càng nhiều người trên trúc vào bên trong. Cuối cùng, cửa hầm không thể đóng lại, khiến cho không khí bên trong trở nên khan hiếm khi nhận ra tình hình không ổn, nhưng đã quá muộn và đám người bắt đầu cố gắng thoát ra khỏi hầm. Nhưng lúc này, sự đông đúc của họ làm cho cửa hầm không thể mở ra, dẫn đến tình trạng kẹt cứng. Trong hầm, người ta cố gắng đẩy người khác ra ngoài để tự giải thoát, nhưng điều này chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Điều này đã dẫn đến cảnh chật trội và cảnh sát hơn là sự cứu chữa. Mặc dù Du Hác đã nói một cách đơn giản, nhưng mọi người đều cảm thấy rùng mình. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đều nhìn nhau với biểu cảm lo lắng, trong khi Lâm Giác hỏi, vậy chính phủ không can thiệp vào. Dù hát lắc đầu một cái, cấp cứu, nhưng thực ra, cứu chữa mới là đúng cụm từ. Chỉ là khi lúc đó, người ở trên dặn dò rằng cứu chữa không phải làm điều tốt. Người ở dưới cũng không muốn nghe theo, và họ quyết định không tiến hành cứu chữa. Thậm chí, có một số trường hợp khi người bị nạn còn đang thở, họ bị ngăn cản và giết chết trực tiếp. Hơn nữa, trong lúc hầm chú ẩn bị cháy, mọi người đều mang theo tài sản quý giá của mình. những kẻ tàn bạo đã lợi dụng cơ hội khi những người đó đang trong tình trạng hôn mê để cướp đoạt. nếu xét về lịch sử, câu chuyện này thực sự là kinh ngạc và đầy rùng rợn. đặt mình vào thời điểm đó, chắc chắn không ai có thể tưởng tượng được điều này. đây là một minh chứng cho việc giá trị của mạng sống con người không thể đo bằng bất cứ thứ gì khác. nó là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của hòa bình và sự thượng nguồn. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đều tỏ ra rất xót xa, trong khi Lâm Giác nói có sự kiện gì đặc biệt ẩn sau đây không? Dù hát đáp, chắc chắn là có. Nếu không, việc làm này không thể trở thành một sự kiện lớn như vậy. Một nhà phong thủy lớn đã tiến hành một nghi lễ ở đây, nhưng hiện tại, gia đình đó đã tan biến. Lâm Trục Thủy tiếp tục, có phải là gia đình Lý? Dù hát gật đầu, đúng vậy. Lý Gia là một trong những gia tộc quyền lực nhất trong thành, thậm chí được biết đến như là một dòng dõi quý tộc địa phương, được gọi là Lý Gia Bá. Gia tộc của họ đã từng có uy tín trong lĩnh vực phong thủy, nhưng trong vài năm gần đây, sức mạnh của họ đã dần suy giảm. Từ trên người bọn họ có thể nhìn ra, đối với phong thủy truyền thừa quan trọng nhất chính là thiên phú, thu một đồ để có thiên phú tốt, cùng chúng số không khác nhau gì cả. Làm sao chúng ta không hỏi ý kiến của họ về con đường hầm này? Lâm Trục hỏi. Tất nhiên là đã hỏi rồi dù hát cười khổ nhưng lý lão gia tử mới đi năm ngoái và nhà họ hiện tại không có ai quản lý mặc dù đã hỏi ý kiến của họ nhưng họ chỉ có thể đưa ra kiến nghị mà không hề tuân thủ lâm trục thủy gõ mặt bàn bằng ngón tay không nói lời nào chu gia ngư nhìn thấy hành động của hắn hiểu rằng hắn không vui mặc dù vẻ mặt của hắn không thể nào biểu lộ hết chúng ta đã cố gắng thay đổi con đường cho họ nhưng họ không tin vào điều tốt đẹp và bây giờ mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Dù hát cũng không hứng thú, chúng ta đã kiểm tra nhiều lần mà không tìm được giải pháp. Vậy nên, chúng ta chỉ có thể kêu gọi sự giúp đỡ từ người khác. Lâm Trục Thủy nói, cụ thể đã mất tích bao nhiêu người? Dù hát trả lời, có 6 người. Với 6 người mất tích mà không có dấu hiệu, sự cố đã trở nên nghiêm trọng. Nhưng không thể trách tại sao công việc không thể tiếp tục và công trình bị tạm ngừng nỗi sợ hãi về việc mất thêm người cũng trở nên lớn hơn. Lâm Giáp nói, ai nếu làm tốt, họ sẽ được thưởng. Nhưng nếu sáu người này gặp phải tai nạn, có lẽ đó là do người quản lý. Dù Hắc bảo chúng ta chỉ cần tìm thấy họ, không cần quan tâm chuyện gì xảy ra với họ. Dường như họ không quá quan tâm đến cách thức xử lý của đối tác, nhưng các công nhân là vô tội, không thể để họ một mình. Lâm Trục Thủy nói, hãy đi kiểm tra một chút. Nhưng Dù Hắc nói, nhưng Lâm Tiên Sinh, với thể chất của ngài, đồ bẩn thỉu bên trong có thể làm ngài không thoải mái. Lâm Trục Thủy lắng nghe và nói, không vấn đề gì, bọn họ thích mấy thứ trong đó. Sau khi nói xong, ánh mắt của Thẩm Nhất Cùng và Lâm Giác đều hướng về Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư, cái bẫy chuột, Lâm Giác chỉ chỉ Lâm Trục Thủy, format, nàng vừa chỉ chỉ Chu Gia Ngư. Thẩm Nhất Cùng vui vẻ cười lên. Bây giờ là buổi sáng và trời còn một chút mát mẻ sau khi xem xong tư liệu, họ quyết định đi ăn trưa. dù hát nói rằng nếu đã đến đây, tại sao không thưởng thức đặc sản của nơi này và mời họ ăn lẩu trong hầm trú ẩn? Chu Gia Ngư kinh ngạc, hầm trú ẩn bên trong để ăn lẩu. hắn đột nhiên nhớ đến việc rằng nơi đó có thể làm mát mẻ hiệu quả mà không cần máy điều hòa. dù hát thấy Chu Gia Ngư ngạc nhiên, cười, tất nhiên không phải, hầm trú ẩn ở đây rất mát mẻ. ta đã đặt bàn rồi, chúng ta có thể đi ngay và sau đó buổi trưa họ thực sự đi ăn lẩu lâm trục thủy vẫn giữ đũa một cách vô hại trong khi thẩm nhất cùng và lâm Giác lại phức tạp hơn khi nhìn lên bảng menu đây là món cay sao thẩm nhất cùng hỏi đúng vậy dù tiểu diện bắt đầu ăn và ngay lập tức cảm nhận hơi cay đôi môi trở nên đỏ lên nhưng anh nói với thẩm nhất cùng rằng ngon lắm không cay chút nào thẩm nhất cùng run lập cập hạ xuống đũa nhưng thật sự việc dùng tên không cay để đối phó với người ngoại đạo là một cách lừa dối không ý định. thẩm nhất cùng sau khi ăn một miếng, ngay lập tức nhìn xuống đũa và dùng tay che miệng, không cay hả? dù tiểu diện trả lời thật sự không cay, hắn liếm đũa một lúc. chu gia ngư khôn ngoan hơn thẩm nhất cùng một chút, không dám để đũa xuống, cất giọng yếu ớt về phần chúng ta có thể ăn nước dùng không? một bầu không khí căng thẳng lan tỏa trên bàn, du tiểu diện từ từ ngẩng đầu nhìn Chu Gia Ngư, ánh mắt của hắn tràn ngập sự không hiểu. Được rồi, dù tiểu diện nói, mọi người dùng nước dùng, trong giọng điệu thất vọng, hắn nhường cho Chu Gia Ngư một cảm giác như là được thỏa hiệp với linh hồn. Mọi người đều dùng nước dùng từ cùng một bát, nhưng nước dùng ở đây chỉ có một miếng nhỏ rau mồng tơi, không chắc chất lượng có tốt hay không, nhưng ít nhất là có thể chấp nhận được. Chu Gia Ngư thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Dù tiểu diện nói, cậu có biết không, ở đây có một loại mì cay được gọi là mì hoa cúc. Cả Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đều căng thẳng. Dù tiểu diện nói rằng họ sẽ thử nghiệm nó lần sau. Kết quả là mọi người đều không được như ý, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào miệng hắn và mọi người tiếp tục ăn nước dùng một cách nghiêm túc. Khi tối buông xuống, bữa cơm tối đồng loạt phục vụ cháo, Chu Gia Ngư không thể tin nổi rằng mọi thứ trong nồi cháo đều được thả ớt. May mắn là không có ai phát điên vì điều này và cháu vẫn giữ nguyên vị thanh đạm, giúp Chu Gia Ngư giải quyết vấn đề dạ dày không thích ứng. Trong khi đó, Thẩm Nhất Cùng gặp rắc rối khi ăn cháo, nhưng hy vọng rằng việc này sẽ giúp hắn giải quyết sớm hơn và không cần phải đi đến bệnh viện. Bầu trời nhấn chìm trong bóng đêm, và trên đường phố, ánh đèn pha sáng vụt lên, tạo ra một bức tranh huyền bí. Họ đã đi qua con đường hầm lần thứ hai vào ban ngày, và trước khi ad ấy bước vào, Chu Gia Ngư đã cảm nhận được một cảm giác u ám từ bên trong. Dù tiểu diện nói, mặc dù đây là nơi thờ cúng, nhưng thực tế, nó cũng là nơi mà những hiện tượng siêu nhiên thường xuyên diễn ra. Dựa trên những người dân sống gần đây, khi bạn đi qua đây vào ban đêm, bạn có thể nghe thấy tiếng người hỏi, máy bay đã cất cánh chưa? Hoặc cuộc tấn công đã kết thúc chưa? Nhưng không có ai có thể trả lời. Nếu bạn muốn trả lời, vật thể bên trong có thể xuất hiện loại truyền thuyết này khiến mọi người đều run sợ. Thẩm nhất cùng hỏi, vậy nếu không trả lời thì sao? Dù tiểu diện mỉm cười, nếu bạn không trả lời, họ sẽ khiến bạn đi theo họ. Thẩm nhất cùng, dù hát đã chán ngán, không còn quan tâm, ông ấy nói, được, hãy giữ im lặng. Dù tiểu diện hỏi, các bạn có sợ không? Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng liếc nhau một cái, sau đó anh ta nói một cách bình tĩnh, thực ra, ta cảm thấy việc ăn mì lẩu buổi trưa hôm nay đáng sợ hơn một chút. Việc ăn mì thực sự khiến Chu Gia Ngư cảm thấy như đang mắc bệnh trĩ. Dù tiểu diện không phản ứng, nhưng vẫn thất vọng. Khi họ bước vào, Du Hắc yêu cầu một trong ba người bảo vệ bật đèn. Với chỉ ba người bảo vệ, họ vẫn cảm thấy lo lắng. Nhưng may mắn là họ không bước vào đường hầm, nên không gặp phải vấn đề gì lớn lao. Trong đường hầm, ánh đèn yếu ớt, và hai bên tường vẫn chưa được lát gạch tiểu chỉ người ở sau cùng cảm thấy phấn khích nằm nghỉ trên vai chu gia ngư với ánh mắt hướng ra xung quanh con đường trải dài họ tiến lên từ từ không đi quá xa nhưng đột nhiên họ nghe thấy tiếng nói lâm trục thủy phản ứng đầu tiên âm thanh từ bên trong dù hát tỏ ra lo lắng nói chúng ta nên quay lại xem sao không lâm trục thủy lắc đầu cánh cửa ấy chỉ có thể mở từ bên ngoài nếu đóng lại thì chúng ta sẽ không có cách nào khác hãy tiếp tục đi vào phía trước và xem xét tình hình bên trong. Chu Gia Ngư lấy điện thoại di động ra và kiểm tra tín hiệu, không ngạc nhiên khi thấy tín hiệu rất yếu, có lẽ có thể mất sóng bất cứ lúc nào. Chúng ta cứ tiếp tục tiến về phía trước, dù hát đồng ý với đề xuất của Lâm Trục Thủy. Có sự hỗ trợ của ánh sáng từ đèn dầu, việc tiếp tục di chuyển trở nên dễ dàng hơn và họ có thể nhìn thấy một số vật phẩm trong bóng tối. Tuy nhiên, sau một thời gian đi, họ gặp ba lối rẽ tại sao lại có ba lối thẩm nhất cùng bất ngờ hỏi khi chúng ta đến đây không phải chỉ có một con đường sao chu gia ngư lưu ý và nhìn kỹ một chút sau đó nói màu sắc của tường không giống anh ta tiến gần tường và chạm vào nó tường này dường như đã được sửa chữa từ lâu và có vẻ như trên tường có dấu vết của đèn dầu rồi không rõ từ lúc nào ánh sáng điện đã thay bằng ánh sáng từ đèn dầu làm cho không gian trở nên mờ ảo hơn tạo ra một không khí u ám. Lâm Trục Thủy nói, cảm giác như đang bước vào một nơi kỳ quái. Sau câu nói này, anh ta thậm chí còn mỉm cười một cách bí ẩn, nếu từ bên trong nhìn ra, liệu có? Thể thấy chúng ta từng bước từng bước tiến vào qua những khe hở này trên tường không? Cả Lâm Giác và Du Hắc cười, dường như chỉ có một số người hiểu được ý nghĩa của những lời anh ta nói. Trong đường hầm, một mùi đất tanh lan tỏa, không khí không lưu thông khiến mọi người cảm thấy không thoải mái. Nhưng trong tình thế này, việc lựa chọn một trong ba con đường trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Làm thế nào nếu chúng ta tách ra? Lâm Giác đề nghị, ta sẽ đi với một người, cậu sẽ đi với một người khác, và Trục Thủy sẽ đi cùng một người nữa. Nhưng nếu gặp vấn đề thì sao? Dù hát lo lắng, Lâm Trục Thủy rút ra một số lá bùa từ trong áo và đưa cho anh, nếu gặp vấn đề không thể giải quyết, hãy đốt lá bùa này ta sẽ đến ngay. Dù hát không có cách khác, chỉ có thể nhận lá bùa từ Lâm Trục Thủy. Vậy là quyết định đã được đưa ra. Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy, Du hát và Du Tiểu Diện, Lâm Giác và Thẩm Nhất cùng đi theo nhóm. Trong đường hầm tối om, chỉ có ánh sáng yếu từ đèn dầu, họ không thể nhìn thấy điều gì xa xôi. Chu Gia Ngư ôm chặt Tiểu Chỉ, đi theo sau Lâm Trục Thủy, dần dần tiến về phía cuối của con đường. Này đường hầm cũng không rộng, chỉ đủ cho hai người đi song song, không khí cũng hơi ẩm ướt. Chu gia Ngư cúi đầu, chú ý đến những dấu chân lởm chởm trên mặt đất và nhận ra rằng có rất nhiều người mới vừa qua khu vực này một cách vội vã. Chu gia Ngư kể cho Lâm Trục Thủy nghe về tình huống này, và Lâm Trục Thủy gật đầu hiểu ý. "Tiên sinh, chúng ta hiện đang ở đâu trong con đường hầm này?" Chu gia Ngư đặt ra câu hỏi, nhưng cảm giác như anh ta đang quay về quá khứ thấy mình đang ở trong một không gian giống như những khoảnh khắc đặc biệt đó. Có lẽ vậy, Lâm Trục Thủy trả lời mơ hồ. Nhớ về những câu chuyện mà Du Hác đã kể trong ngày, Chu Gia Ngư cảm thấy một chút bất an. Du Hác nói rằng số lượng người chết do con đường hầm này không có con số cụ thể, có thể là hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn. Tất nhiên, những thông tin này không có bằng chứng cụ thể, nhưng việc con đường này nuốt chừng nhiều sinh mạng là không thể phủ nhận. Chu Gia Ngư bước qua mỗi tấc đất, đều cảm thấy khả năng có thi thể phủ lên hai người tiếp tục tiến về phía trước nhưng không biết đã đi được bao lâu con đường hầm trở nên đều đặn và phảng phất không khác biệt gì với nhau chu gia ngư cảm thấy có điều gì đó không đúng và khi anh ta mới mở miệng để nói bóng đen đột ngột xuất hiện bóng đen nhanh chóng tiến tới và làm thắt ngọn đèn trên tường chú ý chu gia ngư kinh hãi nhảy lên từ sàn như một cục nước bắn lên trên làm gì vậy lâm trục thủy đối diện với sự sự kinh ngạc của chu gia ngư không hề thay đổi biểu cảm của mình đừng sợ chu gia ngư cảm thấy nổi da gà từng lớp khi đi qua đây đây là gì vậy lâm trục thủy trả lời hả anh ta nói chậm rãi và bình tĩnh điều này làm dịu lòng chu gia ngư ta không thấy gì cả nhưng có vẻ như đây là một chiêu trò nếu cậu sợ nó sẽ trở thành nỗi sợ của cậu anh ta lại một lần nữa đưa tay ra lần này Chu Gia Ngư không còn ngây ngô như lần trước, thay vào đó, anh nhận ra rằng không khí ở đây không phải là lý tưởng để hút thuốc. Vì thế, anh ta cẩn thận từng động tác, bỏ tay vào tay của Lâm Trục Thủy và cảm thấy rằng hắn đã giảm đi một chút sức mạnh, nắm chặt hơn. "Vậy là cậu sợ à?" Lâm Trục Thủy cảm thấy lòng bàn tay của Chu Gia Ngư đầy mồ hôi và thuận miệng hỏi. Chu Gia Ngư trả lời, "Đúng vậy, đúng vậy." Với Lâm Trục Thủy dẫn dắt sau lưng, chu gia ngư đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh và khi tỉnh lại từ sự mơ hồ khả năng suy luận của anh trở nên mạnh mẽ hơn nhiều anh cũng nhận ra rằng tường xung quanh đã triển ra những cặp tay ra phía trước dừng lại ở một vị trí đặc biệt khiến họ không thể tiếp tục tiến về phía trước nếu còn sợ hãy chiếu sáng để tiêu diệt chúng lâm trục thủy nói ta sẽ giữ chặt cậu chu gia ngư suy nghĩ một chút và rồi từ chối ý định của lâm trục thủy anh ta cảm thấy rằng việc tránh né không phải lúc nào cũng là giải pháp tốt. Lâm Trục Thủy gật đầu, nắm lấy tay Chu Gia Ngư và dẫn anh ta tiếp tục tiến về phía trước. Đây thực sự là một cảnh kinh hoàng giống như địa ngục. Trên tường, trên đầu, mọi thứ đều giận người, với tất cả các loại dạng người, từ trẻ đến già, từ nam đến nữ. Một số đang dương lên vẻ giống như họ đang tìm kiếm Chu Gia Ngư, trong khi những người khác đang vùng vẫy, tựa như đang chạm vào một thứ gì đó kinh khủng chu gia ngư nói tiên sinh trước kia có gì đó thật sự đáng sợ điện thoại di động chiếu sáng nhỏ nhạt soi ra phía trước con đường anh ta thấy rằng họ đang tiến đến phần cuối của con đường hầm và trong bóng tối có một thứ gì đó đang di chuyển lâm trục thủy không nói gì chỉ nghiêng đầu một chút nhưng bất ngờ tiểu chỉ người vẫn nằm ngủ trên vai chu gia ngư tỉnh dậy và gào lên ăn ăn chu gia ngư không hiểu ăn là sao anh ta chưa kịp suy nghĩ thì những bóng tối đang di chuyển về phía họ và cuối cùng anh ta nhận ra được đây là gì đó là một đoàn người hình thành một khối không thể mô tả bằng lời đều như là những xác chết màu da của họ đều có màu tím kỳ lạ với sự khắc nghiệt và đáng sợ đoàn người này đang di chuyển về phía chu gia ngư và lâm trục thủy mặc dù chậm rãi nhưng dường như đã sắp đến gần họ Cảnh tượng này khiến Chu Gia Ngư không thể kiềm chế được việc nắm chặt tay của Lâm Trục Thủy và hét lên, "Tiên sinh, hãy chạy mau." Lâm Trục Thủy không nói gì, và Chu Gia Ngư lập tức cầm lấy tay anh ta và bắt đầu chạy với tốc độ điên cuồng. Vù vù, họ lao đi như một cơn gió, sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Trái tim của Chu Gia Ngư đập rất nhanh, và anh ta không bao giờ thả lỏng tay của Lâm Trục Thủy. Chỉ khi thấy một chút ánh sáng nhạt phía trước, bước chân của họ mới dần dần dừng lại tiên sinh, chu gia ngư buông tay ra, thở hồn hền, cái vật kia là cái gì vậy? Không ai trả lời. chu gia ngư hơi sừng sốt, quay lại nhìn phía sau và phát hiện rằng không có gì sau lưng anh ta ngoài sự trống rỗng. Lâm trục thủy cũng không còn ở đó, thay vào đó, trên mặt đất, có một cái tay như đang nhảy múa tự do. chu gia ngư trở nên cứng đơ, anh ta đã làm gì vậy? mươi 76 Chu Gia Ngư nhìn tay đang nhảy nhót trên mặt đất, biểu tình của anh đột nhiên trở nên cứng lại, và sau đó, tay đó như chậm lại từng động. Anh cảm thấy mồ hôi lạnh tràn ngập lưng, quét mắt quanh quần xung quanh và nhận ra rằng mọi ngóc ngách đều bao quanh bởi bóng tối, chỉ có những ngọn đèn trên tường phát ra ánh sáng yếu ớt, không đủ để nhìn rõ. Lâm trục thủy không còn ở đây và cả cái vật kỳ quái kia cũng đã biến mất, khiến anh rơi vào một tâm trạng lạnh lẽo. May mắn thay, tiểu chỉ vẫn đang ở trong lòng anh, nó lôi kéo tay áo của Chu Gia Ngư và nói ăn, ăn. Chu gia ngư hỏi, ăn gì vậy, tiểu chỉ. Tiểu chỉ trả lời, ăn ngươi, ăn ngươi. Nó nghe có vẻ hơi thô lỗ, nhưng vẫn kéo tay áo của Chu gia ngư và dắt anh đi theo một hướng khác. Chu gia ngư hiểu ngay, anh bắt đầu đi theo tiểu chỉ, dường như nó đang dẫn anh tránh xa cái gì đó đang lẻn vào gần, một cái gì đó mà tiểu chỉ cảm thấy sợ hãi. Anh tự hỏi, lúc trước khi tay kia nhảy ra từ đất, liệu có phải là lâm trục thủy đã cứu anh bằng cách chiếu sáng? nhưng suy nghĩ lại, anh không tin rằng Lâm Trục Thủy có thể làm điều đó, dù cho anh luôn tôn trọng và tin tưởng vào khả năng của anh ta. Khi nhớ lại, Chu Gia Ngư liếc mắt nhìn tay phải của mình và cảm thấy mình đã làm một việc ngớ ngẩn. Anh nhớ lại cảm giác khi Lâm Trục Thủy giúp anh chiếu sáng để tiêu diệt cái gì đó, và bây giờ, anh mới nhận ra rằng không phải là Lâm Trục Thủy đã làm điều đó, mà có lẽ là cái gì đó kỳ lạ hơn. Nhưng anh vẫn không thể hiểu được tại sao tay kia lại có cảm xúc kỳ quái như vậy mặc dù vậy anh vẫn quyết định thắp điếu thuốc lá để làm dịu bớt tâm trạng. con đường hầm dường như không có điểm dừng, tiểu chỉ vẫn dẫn đường và chu ra ngư nhỏ giọng hỏi tiểu chỉ chúng ta đang đi đến đâu. phòng trọ trong hầm này trở nên đồng đều và anh quan sát các ngọn đèn mà không thấy sự khác biệt đáng kể. anh bắt đầu nghi ngờ liệu mình đang đi vòng tròn. tiểu chỉ trả lời chạy đi xa chạy đi xa. nó dường như cảm thấy lo lắng về cái gì đó phía sau một cái gì đó đang đe dọa tính mạng của Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư nói, được, tiểu chỉ, nếu như có ai đó đuổi theo chúng ta, ta sẽ thiêu một lá bùa đầu tiên. Tiểu chỉ dừng lại, đôi mắt đầy mong chờ nhìn Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư, từ trong lòng, lấy lá bùa của lâm trục thủy và bật lửa. Anh ngồi xuống và thổi lửa, nhìn lá bùa cháy thành cho. Khói từ lá bùa lan tỏa một loại hương thơm giống như đàn hương. Mùi thơm này rất quen thuộc với anh, là hương vị đặc trưng của lâm trục thủy. Anh hít thở mùi hương đó và cảm thấy bình tĩnh trở lại. Đi thôi, tiểu chỉ, chu gia ngư nắm tay tiểu chỉ và họ tiếp tục hành trình về phía trước. Chu gia ngư lặp lại cảnh sắc không ngớt, khiến tâm trạng của anh ngày càng trở nên lo lắng, giống như đang leo lên một cầu thang không có điểm dừng. Anh cảm thấy cơ thể mình trở nên yếu đuối, và sau khi nghiên cứu kỹ, anh nhận ra rằng anh đang bị thiếu dưỡng. Thiếu dưỡng và chết là một trải nghiệm cực kỳ đau đớn, với hậu quả là cảm giác bị tàn phá từ bên trong. Chu Gia Ngư cố gắng điều chỉnh tần suất hô hấp, nhưng dưỡng khí của anh vẫn cứ mỏng manh dần. Anh bắt đầu cảm thấy mình chậm lại, và trước mắt anh, một màn đen tối dần tràn ngập. Vù vù, mặc dù anh cố gắng hít thở, nhưng anh không dám thở quá nhanh, sợ làm mất hết dưỡng khí. Tiểu Chỉ cảm thấy sự giảm sút của Chu Gia Ngư và bắt đầu cố gắng giúp anh nó ôm anh và bắt đầu quạt gió để giúp anh hô hấp. Chu Gia Ngư nhận ra rằng mình cần sự giúp đỡ, và anh hỏi, tiểu chỉ, có thể đưa ta đi không? Anh nhớ lại những gì từ xà sơn đã nói, rằng giấy khí có thể cung cấp sức mạnh phi thường. Tiểu chỉ nghe và nâng anh lên, bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Chu Gia Ngư cảm thấy như mình đang trên một chiếc xe đua tự động, chạy nhanh và mạnh mẽ. Nhưng đối với anh, việc này cũng là một cảm giác lạ lẫm như một đứa trẻ đang cưỡi trên lưng cha mình. Tiểu Chỉ quyết định thay đổi hướng đi và một con đường mới xuất hiện. Chu Gia Ngư cảm thấy thở khó hơn và cơ thể anh ngày càng trở nên mềm nhũn. Tiểu Chỉ lo lắng gọi tên Chu Gia Ngư, muốn giữ anh tỉnh táo. Nhưng tại lúc này, khi Chu Gia Ngư cảm thấy bất ổn và muốn từ bỏ, anh chợt nhìn thấy một bóng người hiện ra trong bóng tối, tựa như một hình người. Một chút hy vọng đã hiện ra khiến bóng người đó dường như đang tiến lại gần chu gia ngư anh nhận ra người đó và lập tức gọi tiên sinh trong bóng tối lâm trục thủy đứng đó ở cuối đường hầm vẫy tay chào chu gia ngư tiểu chỉ buông anh xuống đất và chu gia ngư vội chạy lại gần lâm trục thủy tiên sinh anh nói ngài đang đi đâu vậy ta luôn tìm kiếm ngài lâm trục thủy không trả lời chu gia ngư cảm thấy lâm trục thủy đang có biểu hiện kỳ quái anh hỏi tiên sinh lâm trục thủy trả lời chu gia ngư cách anh gọi tên anh có vẻ lạ gợi lên một cảm giác khó hiểu chu gia ngư nhận ra điều gì đó không ổn và anh nói trước tiên tiên sinh sau lưng ngài có một vật gì đó lâm trục thủy nói gì vậy chu gia ngư giải thích ở phía sau ngài trên vách tường có một thứ gì đó lâm trục thủy nghe và cố nhìn sang phía sau mình nhưng không mở mắt anh không quay lại nhìn cho dù chu gia ngư đã nói rằng phía sau có một vật điều này khiến chu gia ngư bắt đầu cảm thấy lo lắng và lùi lại lâm trục thủy nhận ra anh đang lùi lại và cười cậu sợ ta làm gì chu gia ngư cảm thấy rằng lâm trục thủy đang có biểu hiện lạ lẫm anh nói trước hết tiên sinh có vật phía sau ngài lâm trục thủy hỏi gì vậy chu gia ngư nói ở phía sau ngài trên vách tường có một vật lâm trục thủy cố gắng nhìn phía sau mình nhưng không mở mắt. Anh không quay lại nhìn, cho dù Chu Gia Ngư đã nói rằng có một vật ở phía sau. Điều này khiến Chu Gia Ngư cảm thấy lo lắng và bắt đầu lùi lại. Lâm Trục Thủy nhận ra anh đang lùi lại và cười, cậu sợ ta làm gì? Chu Gia Ngư đáp, trước tiên, tiên sinh, có vật phía sau ngài. Lâm Trục Thủy nhìn sang phía sau nhưng không mở mắt, anh không quay lại nhìn, cho dù Chu Gia Ngư đã nói rằng có một vật điều này khiến chu gia ngư cảm thấy lo lắng và bắt đầu lùi lại lâm trục thủy nhận ra anh đang lùi lại và hỏi cậu sợ ta làm gì chu gia ngư cay khó ló cay khôn nói trước tiên tiên sinh sau lưng ngài có một vật lâm trục thủy ngạc nhiên hả chu gia ngư giải thích ngài phía sau trên vách tường có một vật lâm trục thủy lắng nghe sau đó đột nhiên quay người nhìn phía sau nhưng vẫn giữ mắt đóng kín dù có nghe về vật phía sau nhưng phản ứng đầu tiên của anh không phải là quay lại nhìn. Chu Gia Ngư nhìn thấy điều này và nhanh chóng lùi về phía sau. Tiểu Chỉ cũng theo sau, dù có vẻ hơi chậm chạp. Khi rời khỏi đường hầm, Chu Gia Ngư nhìn lại và thấy rằng người kia không đuổi theo. Anh hơi nhẹ nhõm, nhưng bên phải, anh nghe thấy một tiếng nói nhẹ nhàng đến từ phía sau, "Cậu đang chạy đi đâu vậy?" Tiếng nói đó giống như một cơn sấm, làm cho Gia Ngư lùi lại vài bước anh quay đầu nhìn và nhận ra người đang đứng ở bên phải nhưng mặt không biểu hiện cảm xúc. chu gia ngư cậu đang chạy đi đâu? tiếng nói vẫn giữ nguyên nhưng người trước mặt giờ đây lại hoàn toàn khác biệt so với lâm trục thủy. anh mở mắt lộ ra đôi mắt đen có vẻ hơi tà ác và đầy ý đồ khi nhìn chu gia ngư. anh nói cậu không phải là thích ta sao? chu gia ngư bị câu hỏi đó xuyên thấu trái tim cảm giác run rẩy. anh hỏi người là ai vậy? ta sao? Người kia cầm một chiếc túi đồ giống với của Lâm Trục Thủy và tiến gần Chu Gia Ngư. Anh cố gắng lùi lại, nhưng bị ép vào góc. Ta là người mà cậu thích mà. Anh nói một cách ôn hòa, nhưng có vẻ hơi mỉm mai. Nhưng ngay cả ta mà cậu cũng không nhận ra. Chu Gia Ngư nắm chặt trong túi, chuẩn bị lấy ra lá bùa của mình, nhưng người kia nhanh chóng đè nặng lên vai anh. Nha, điều này rõ ràng không phải người, và Chu Gia Ngư cảm thấy đau đớn khi vai bị đè nặng suýt nữa đã cảm thấy cốt xương sắp vỡ. Anh nói, đánh rắm, ta chính là yêu thích ngài ấy, cho nên mới có thể nhìn ra ngươi không phải ngài ấy. Ngươi tính là thứ đồ gì, cũng không đi ra bãi nước tiểu chiếu mình một cái, còn muốn giả dạng thành hình dáng của tiên sinh. Hắn vừa nói xong, miệng của người trước mắt lập tức biến thành một đường thẳng, rõ ràng là tâm trạng bị ảnh hưởng. Chu gia ngư tiếp tục phản kháng, nhìn thấy tiểu chỉ đã chuẩn bị tấn công vật kia từ phía sau. Khí lực của tiểu chỉ đã được chu gia ngư trải qua, vì vậy nếu vật kia thực sự là người sẽ không tránh khỏi một đòn tấn công mạnh mẽ. tuy nhiên khi tiểu chỉ vừa lao tới vật kia bất ngờ quay lại nắm lấy chu gia ngư và đẩy anh ra xa, sức mạnh của anh ta quá lớn khiến tiểu chỉ bị đá bay. tiểu chỉ chu gia ngư kêu lên lo lắng. nhà hoa à, tương đương tương đương tương đương tiểu chỉ khóc lên một tiếng, âm thanh của nó tràn ngập sự khó chịu, trong đó có cả tiếng kêu ba 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 tương đương tương đương tương đương. Chu gia ngư tức giận quay nhìn người kia, nhưng không biết sức mạnh của hai người hoàn toàn không thể so sánh được. Tay của người kia như một cái kìm vững chắc nắm lấy vai Chu gia ngư, làm cho anh ta không thể di chuyển. Người đang lo lắng cho hắn, người đó hỏi, thả lo lắng cho bản thân mình trước đã. Anh ta nhìn thấy Chu gia ngư cắn răng mà không nói, ánh mắt của anh ta trở nên tàn ác hơn. Cảm thấy Lâm Trục Thủy sẽ chấp nhận ngươi sao? hay là ngươi đã bị lừa rồi? Chu Gia Ngư nín lặng, không muốn trả lời. Đừng im lặng, người kia nắm chặt cầm của Chu Gia Ngư, tiếng nói êm dịu nhưng đầy uy hiếp. Nếu ngươi không nói, ta sẽ giết đứa con của ngươi. Không còn cách nào khác, Chu Gia Ngư phải nói, nhưng người kia lại sử dụng khuôn mặt của Lâm Trục Thủy để tạo ra vẻ mặt này, khiến anh ta cảm thấy rất không thoải mái. Anh ta cố gắng kiềm chế sự tức giận, cười lạnh và nói có chấp nhận hay không ta đều tình nguyện người quản được sao? Người kia nhếch môi, mạnh mồm, anh ta nói, buông tay ra khỏi cằm của Chu Gia Ngư. Anh ta thấy Chu Gia Ngư giữ chặt quần áo của mình, và ngón tay của anh ta cố ý luồn vào bên trong. Chu Gia Ngư cảm thấy người kia đang cố tình chạm vào phần eo của mình, khiến anh ta hoảng sợ và dãy giụa. Người đang làm gì? Ta biết rồi, hắn ta nói, ánh mắt tàn ác hơn khi anh ta tiếp tục giữ chặt Chu Gia Ngư. Dù sao, cậu vẫn luôn mong cho điều này phải không? Vậy thì tại sao lại lừa dối bản thân? Chu Gia Ngư cảm thấy hắn tay đè ở phần eo của chính mình, càng là muốn hướng bên trong luồn vào đi, anh ta bị sợ hết hồn, điên rồi tự đắc dẫy ruộng, người điên rồi sao, ta là nam nhân. Ta tự nhiên biết đến, hắn nói như vậy, tay đã vén lên quần áo của Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư nổi giận, nhưng đột nhiên cảm thấy mình có một lực lượng nào đó trào ra từ bên trong cơ thể, khiến người đàn ông phía sau kêu thảm một tiếng và buông ra anh. Chu Gia Ngư quay đầu lại nhìn, nhưng thấy người đó đã trở nên trong suốt như nước từ đầu đến chân, còn dưới chân anh là một lớp nước mỏng, dưới lớp nước đó là một mảng màu mực hoa sen nổi lên, dưới đó là mấy con cá bơi ra từ trong nước lao tới anh ta. Những con cá này rất nhỏ và nhanh, giống như những viên mũi tên sắc nhọn, tấn công trực tiếp vào người đàn ông, mặc dù anh ta cố tránh những phần yếu nhất của mình, nhưng vẫn bị đâm mấy lần, máu đỏ chảy ra từ bên trong cơ thể anh ta. Chu Gia Ngư cũng không hiểu rõ nguồn sức mạnh đến từ đâu, nhưng nó đã trỗi dậy và anh đã sử dụng nó, đẩy mạnh mẽ vào người đàn ông, khiến anh ta gục xuống mặt đất mà không thể phản kháng. Anh ta bị đánh mạnh mẽ đến nỗi không thể cử động, thậm chí không thể bảo vệ chính mình. Khi Chu Gia Ngư tỉnh lại, tiểu chỉ đang ôm chặt chân của anh, khóc lóc kêu gọi ba của mình. Cả hai đều bị ướt, nhìn rất lộn xộn chu gia ngư nói tiểu chỉ hãy giúp ba tháo dây thừng tiểu chỉ gật đầu một cách nghiêm túc giúp chu gia ngư tháo dây thừng trên tay anh chu gia ngư nắm lấy tiểu chỉ và đứng dậy sau đó đẩy người đàn ông vào trong nước và quay về phía anh ta muốn xem xét tình hình nhưng khi anh đẩy người đó vào nước anh mới nhận ra rằng hình dáng của anh ta rất kỳ quái da đã phình phút dường như đã chết từ lâu và khuôn mặt không giống với lâm trục thủy hoàn toàn là một người lạ lẫm Người này là cái gì? Chu Gia Ngư không thể hiểu. Tiểu chỉ núp ở trong ngực Chu Gia Ngư, cẩn thận từng ly từng tí một mò mẫm khắp người Chu Gia Ngư, hỏi cậu có đau hay không? Chu Gia Ngư này mới phát hiện tay của mình cổ tay tại vừa nãy rẫy dụa thời điểm rách ra, vết thương chật thoạt nhìn có chút dữ tợn, anh ta lắc đầu một cái, nói không có chuyện gì, không đau. Tiểu chỉ hét lên, đánh, đánh hắn. Chu Gia Ngư nói, được, đánh hắn cậu liền đạp thi thể kia một cước. Liền tại chu gia ngư cúi đầu đạp thi thể thời điểm, cậu lại phát hiện dưới chân có vũng nước bắt đầu lưu động, màu mực cá bơi vây quanh mắt cá chân cậu đảo quanh, tình cờ nhẹ nhàng đụng vào da thịt của cậu, như là đang kêu gọi cậu như vậy. Chu gia ngư nhận ra rằng cá bơi trước mặt có dáng dấp và hoa văn tương tự như hình xăm trên eo của mình. Sự tương đồng này khiến hắn cảm thấy kỳ lạ và đặc biệt, nhưng cậu không thể giải thích được điều này. Tuy nhiên, họ không thể dừng lại để suy nghĩ quá nhiều về điều này, vì họ đang đối mặt với một cuộc phiêu lưu nguy hiểm và cần tập trung vào việc tiến lên. Các người muốn mang ta đi chỗ nào? Chu gia ngư nhỏ giọng hỏi, thử nghiệm tính hướng về phương hướng của dòng nước lưu động đi mấy bước. Đúng như dự đoán, đàn cá bơi cũng bắt đầu hướng về phía trước bơi lội, tình cờ quay đầu lại xem Chu gia ngư vài lần, nhìn cậu có không có theo tới. Chu gia ngư dẫn đầu, họ tiếp tục đi về phía trước và cuối cùng đến gần một cái hố cực lớn hố này sâu và tăm tối nhưng họ không thể dừng lại ở đây chu gia ngư quyết định tiếp tục vào hố cảm thấy một sự sáng tạo và mạo hiểm trong lòng trước khi họ bước vào hố chu gia ngư lấy một chiếc đèn dầu hỏa và ném xuống để chiếu sáng đường đi ánh sáng từ đèn phản chiếu trên mặt nước trong hố mở ra một thế giới ẩn giật và huyền bí trước mắt họ trong khi tiến vào hố cực lớn Chu Gia Ngư và nhóm của mình chú ý đến sự biến hóa của môi trường xung quanh. Bùn đất trên vách tường bắt đầu trở nên ướt át và không khí mới mẻ tràn vào trong đường hầm. Nhưng điều đáng chú ý nhất là cái hố lớn phía trước, nơi mà Chu Gia Ngư dẫn đầu đoàn. Hố này đầy ắp các thi thể, tạo thành một cảnh tượng đáng sợ. Những thi thể này dường như đã bị tấn công một cách dã man, một số thậm chí còn thiếu tay, thiếu chân. Tuy nhiên, điều khiến Chu Gia Ngư chú ý nhất là một chi tiết nhỏ, Phong cách trang điểm của những thi thể này hoàn toàn không phù hợp với thời đại hiện tại. Thay vì trang điểm theo xu hướng hiện đại, chúng giống như người dân thời kỳ dân quốc, một thời kỳ lịch sử từng tồn tại trước đó. Điều này khiến hắn cảm thấy hoang mang và tò mò về sự kỳ lạ của địa điểm này. "Đau quá a, à, đau quá a." À. Tiếng kêu yếu ớt vang lên trong hầm, khiến Chu Gia Ngư cảm thấy như đang mơ màng. Nhưng tiếng kêu này ngày càng trở nên lớn hơn, không thể cho rằng đó chỉ là ảo giác cứu mạng, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Có người ở kêu thảm thiết, có người ở rên gì, có người ở dãy ruộng, trước mắt này đó vốn nên người bị chết, bọn họ bắt đầu ơn hẹo thân thể, càng là nỗ lực từ dưới đất đứng lên, từ trong hầm bò ra ngoài. Nghĩ đến hố to trước, cùng với thảm án thời kỳ dân quốc có quan hệ chặt chẽ, lúc đó biện pháp xử lý thi thể chỉ sợ cũng còn thô bảo, này đó không ai nhận lãnh thi thể. Đại khái đều là bị đào hố đất cứ như vậy chôn. Chu gia ngư không thể đếm hết được, trước mắt hố bên trong đến cùng có bao nhiêu người, nhưng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rên gì càng lúc càng lớn, ở trong đường hầm không rộng lắm bắt đầu vang vọng. Chú ý đến những người đang cố gắng leo lên, Chu gia ngư cảm thấy cần phải nhanh chóng tiến về phía trước. Hố đáy sâu này không thể chứa nhiều người, và với mỗi người mới leo lên, áp lực càng trở nên lớn hơn. Dường như cứ mỗi tầng đè lên là một tầng mới của người chết, và hắn cảm nhận được rằng sự tăng lên của những người bên dưới sẽ diễn ra rất nhanh. Chu Gia Ngư không nghĩ lại được, quay người liền muốn rời đi, nhưng đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên cậu từ sau lưng, "Chu Gia Ngư." Cậu hơi ngạc nhiên. "Chu Gia Ngư." Tiếng nói thuộc về Lâm Trục Thủy, mang theo hương vị quen thuộc của ngày thường. Khi nghe tiếng Lâm Trục Thủy, trong đầu của Chu Gia Ngư lóe lên ý nghĩ đầu tiên là có vẻ như cậu vừa mơ thấy anh ta quay trở lại nhưng tiếng nói của Lâm Trục Thủy vẫn làm cậu cảm thấy chần chừ, khiến cậu chậm rãi quay lại nhìn vào cái hố lớn trước mặt. Lần này, cậu nhìn thấy ngọn lửa nổi lên trong hang động, và trong ngọn lửa đó là Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy đứng ở dưới cái hố to này, ánh sáng từ ngọn lửa phản chiếu lên gương mặt đầy áp sức hút của anh. Anh nhích mắt lên, nhắm mắt lại một chút và nhìn thẳng vào phía Chu Gia Ngư, môi khẽ mở Chu Gia Ngư. "Tiên sinh, trong quá khứ" Chu Gia Ngư sẽ không ngần ngại tiến lại gần người. Nhưng sau trải nghiệm vừa qua với Lâm Trục Thủy Giả, cậu tỏ ra lúng túng. Cậu đang cân nhắc liệu người trước mặt có phải là Lâm Trục Thủy thật sự hay không, hay chỉ là một ảo giác khác. Xuống dưới, Lâm Trục Thủy nói. Chu Gia Ngư không di chuyển, mắt cậu lộ ra sự do dự. Lâm Trục Thủy dường như cũng nhận ra sự trần trừ của Chu Gia Ngư, cậu nhân mày và sau đó không nói thêm điều gì, mà chỉ nhẹ nhàng vung tay phải ánh sáng trói lọi từ ngọn lửa hỏa diễm liền bao phủ cả hang động. Khi ánh sáng lan tràn, các thi thể trong hang động trong một nháy mắt biến thành cho, sự đau khổ của họ kết thúc cuối cùng, sự tự do mà họ mong muốn đã trở lại. Cảnh tượng này đẹp đến kinh ngạc, ánh sáng từ ngọn lửa soi sáng đoạn cuối của hang động mà không gây ra cảm giác nóng bức, mà thay vào đó là một loại sự thoải mái đặc biệt, đối với con người là không thể tưởng tượng được. Lâm Trục Thủy chỉ cần vẫy tay về phía Chu Gia Ngư, mời cậu đi qua. Lần này, Chu Gia Ngư không còn do dự nữa, cậu bắt đầu nỗ lực đi xuống hố. Nhưng ngay khi cậu bước vào hố, ngọn lửa hỏa diễm đã nâng cậu lên và đưa cậu đến trước mặt Lâm Trục Thủy. "Tiên sinh," Chu Gia Ngư gọi. Lâm Trục Thủy hỏi, "Ngươi thấy gì?" Chu Gia Ngư khó diễn tả, "Gì thế? Trong đường hầm vừa nãy, ngươi đã thấy cái gì?" Lâm Trục Thủy tiếp tục hỏi. Chu Gia Ngư nhớ lại sự tương đồng giữa Lâm Trục Thủy và người kia và sau đó cố gắng trả lời một cách lưỡng lự, không có gì đặc biệt. Sự lừa dối của cậu trở nên quá rõ ràng, Lâm Trục Thủy nghe ra ngay lập tức, nhưng anh không phàn nàn về điều đó. Thay vào đó, anh chỉ nhàn nhạt nói, đi. Chu Gia Ngư vẫn còn đang suy nghĩ về ý nghĩa của việc họ đang làm khi thấy Lâm Trục Thủy giơ tay lên và chạm nhẹ vào chán của cậu thế giới bắt đầu xoay tròn. Cậu cảm thấy mình như đang nổi lên từ dưới nước, và mọi thứ xung quanh bắt đầu biến mất không còn hang động, không còn hố, mọi thứ đều biến mất. Khi cậu mở mắt lần thứ hai, cậu nhận ra mình đang ngồi ở cuối đoạn hầm hiện đại, đèn điện sáng rực trên đỉnh. Xung quanh ca ôi là một số người, bao gồm thẩm nhất cùng, lâm giác, du tiểu diện, du hát, và một số người khác, một số đang ngồi cạnh nhau, một số đang nhìn chăm chú vào lâm trục thủy. Cậu đã tỉnh chưa? Lâm trục thủy hỏi cậu. Ừm, chu gia ngư đáp, tiểu chỉ nhìn thấy cậu tỉnh và rất hào hứng, gọi ba ba, ba ba. Chu gia ngư nói, tiên sinh, chúng ta vừa rồi đã làm một giấc mơ. Lâm trục thủy nói, có lẽ vậy. Trên đường hầm, ánh đèn điện phát ra âm thanh nhẹ nhàng, tạo ra một không gian yên bình, nơi đó Chu gia ngư có thể tĩnh lặng và bình tĩnh lại. Tả ơn tiên sinh, Chu gia ngư cong lên khóe mắt, tạ ơn tiên sinh cứu ta đi ra. Không, lâm trục thủy nhưng là nói như vậy, là ngươi cứu chính ngươi chu gia ngư trên mặt lộ ra chút vẻ mặt mờ mịt cậu nhìn thấy gì liền là vấn đề giống như vậy lâm trục thủy tựa hồ đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng chu gia ngư nhẹ giọng nói ta ta nhìn thấy tiên sinh hắn nói xong lời này liền nhìn thấy người trước mắt khóe miệng càng là gợi lên một vệt nụ cười ôn nhu sau đó lâm trục thủy nói ta cũng nhìn thấy cậu phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn